sinh ra không được may mắn như bao bạn khác. Các em nhỏ này mang trên mình những dị tật bẩm sinh. Điều này đã mang đến cho các em rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhiều em nhỏ bị mọi người xa lánh, ruồng bỏ và bị những cơn đau hành hạ. Những giọt nước mắt, những nếp nhăn in hẳn trên khuôn mặt cha mẹ vì suy nghĩ và lo lắng cho tương lai của các em. Ước mơ của cha mẹ và các em là được phẫu thuật, xóa bỏ đi những dị tật đó để các em lại được vui chơi, lại được đến trường cùng bao bạn nhỏ khác. Cảm thông với nỗi đau đó, công ty An Sinh muốn được chia sẻ gánh nặng cùng các em nhỏ khi mua mỗi chiếc cặp sách Tiger Family, nghĩa là bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho quỹ Nụ Cười Ngày Mai. Hãy cùng chung tay kết nối các trái tim nhân ái, chia sẻ hôm nay, nụ cười ngày mai.